Xin chào anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của HSC. Và mình là Châu Phạm, chúng ta hãy cùng nhìn nhận về vận động của thị trường trong phiên giao dịch của ngày đầu tuần nhé. Nếu mà nhìn về góc độ của thị trường thì mình cũng có hay chia sẻ là thời điểm này cũng không phải là thời điểm tốt để chúng ta có thể kỳ vọng là giá sẽ phục hồi. Và cái việc mà thị trường giảm áp lực từ giai đoạn của thời điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9 ấy, nó đã thể hiện rất là rõ những yếu tố này. Thì một trong những cái yếu tố mà mình cho rằng là thị trường đang khá tiêu cực, nó nằm ở chỗ là nó đến từ nguyên nhân của phía bên ngoài hơn là nguyên nhân ở phía bên trong. Tức là sao? Khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số của USD, chúng ta sẽ thấy một điều là vận động của chỉ số của thị trường nói chung hiện tại đang ở trong giai đoạn khá phức tạp. Sáng hôm nay thì khi mà nhà đầu tư khi mà mở máy ra ấy, thì đầu tiên là họ sẽ cảm thấy một cái yếu tố khá là bất an mà rõ ràng thôi, áp lực của thị trường đến từ đồng đô. Đồng đô hiện tại đã lên trên 113 rồi, và cái ngưỡng này là ngưỡng cao nhất kể từ giai đoạn của năm 2010, xin lỗi là 2001, và đang chuẩn bị đến cái ngưỡng cao nhất trong 20 năm, 22 năm trở lại đây. Đó là giai đoạn của tháng 8, tháng 5, tháng 8 của năm 2001. Cái thời điểm lúc đó là cách đây khoảng 20 năm, thì mình nhớ là thời điểm đó những cái định giá như vàng hay là định giá như Việt Nam đồng nó còn khá rẻ. Nhưng đến thời điểm này thì mọi thứ nó đã thay đổi khá là nhiều rồi. Chúng ta hãy nhìn lại giá vàng nhé. Là giá vàng của năm 2000 ấy, nó chỉ có 283 thôi. Còn bây giờ cái giá vàng hiện tại nó đang ở cái ngưỡng là ngưỡng từ ngưỡng 2000 xuống ngưỡng là 1655 đúng không ạ? Như vậy thì thực ra là giá vàng đang đang giảm rất là sâu, tạo đáy rồi, và thủng cả đáy này luôn. Thì đây cũng có thể chứng tỏ một điều là hiện tại dòng tiền vẫn đang loay hoay cho những câu chuyện liên quan đến lạm phát và suy thoái. Nếu như mà chúng ta nhìn về góc độ về lạm phát ấy, thì chúng ta đã thấy là cái việc mà Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát là điều đương nhiên. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thêm một câu chuyện nữa là câu chuyện về suy thoái. Ở trong một cái những cái chỉ báo suy thoái quan trọng ấy, là cái chỉ báo thứ nhất là chỉ báo về GDP. Chúng ta nhìn về Gross Domestic Product đúng không ạ? Thì cái chỉ báo GDP này trong thời điểm của năm nay là không tăng. Đây là một góc nhìn tương đối là tiêu cực. Chúng ta nhìn lại thì trong giai đoạn này không không hề là GDP tăng. Thứ hai nữa là khi mà GDP không tăng trong một vài quý mà kết hợp với cái tỷ lệ là unemployed, cái tỷ lệ thất nghiệp thì bắt đầu đã có dấu hiệu là đi ngang và tăng trở lại trong những tháng gần nhất. Thì đây chính là một điều là thật ra là thị trường đang ở trong một giai đoạn tương đối là đe dọa về câu chuyện về suy thoái, và cái nỗi lo về suy thoái mới là cái thật sự mà khiến cho thị trường toàn cầu, chứ không phải là mỗi thị trường của chúng ta bị điều chỉnh giảm. Nhìn vào chỉ số SPX chẳng hạn thì nó về lại nền cũ, về đáy cũ rồi. Và nếu mà chúng ta nhìn lại trong giai đoạn từ 2020 cho đến giai đoạn hiện tại là năm cho đến tận hiện tại là vùng đỉnh của tháng 12 năm 2021, thì bây giờ là giá đã về vùng cân bằng, và đây là lý do tại sao mà nó có phụ sự phục hồi trở lại. Nhưng điều này không có nghĩa là thị trường không không thể giảm thêm. Với những áp lực điều chỉnh giảm nó liên tiếp như thế này ấy, thì để mà dòng tiền mua quay lại mua bắt đáy thì họ phải có một lý do. Thì chúng ta cũng hay nói nhiều là về lý do là cái chỉ số P trên E nó đã đủ rẻ hay chưa. Thì mình cho rằng là P trên E, ví dụ như của SPX đi, chúng ta hãy cùng kiểm tra từ P trên E nhé. Định giá của SPX đúng không ạ? Thì ở đây có Total Return. Đây mình xem này. Đây, Poor Pro Index. Không, mình cũng xem qua về Total Return. Thì cái Total Return đến bây giờ ấy, nó cũng đang trả lời câu hỏi là cái việc đầu tư của chỉ số trong giai đoạn này nó như thế nào. Thì trong giai đoạn của năm 2022 trở lại đây ấy, thì Total Return cũng có thể khẳng định rõ là nếu mà chúng ta đầu tư thì từ đầu năm 2021 đến giờ là chúng ta không hề có lãi. Đó. Nếu anh chị đầu tư về chỉ số này thì đến năm 2021 đến giờ gần như là kết quả đầu tư được lãi bao nhiêu thì bây giờ trả lại hết bấy nhiêu rồi. Và thậm chí là nếu mà trong giai đoạn gập ghềnh này mà chúng ta mua cắt rồi mua cắt rồi mua thì chúng ta còn lại càng bị lỗ nặng thêm nữa. Thì đây là cái điều mà mình cho rằng là chúng ta cần phải hết sức là thực tế nhìn nhận lại điều kiện thị trường hiện tại là đang khá là xấu.
với vận động của chỉ số trong nước thì ngày hôm nay cũng khá là khó mô tả, ngoại trừ việc là giá vẫn nằm ở trong cái kênh giảm, chưa có hiện tượng là giá phục hồi trở lại và nó vẫn đang nằm trong kênh này. Thì đây là điều mà có thể là phải chấp nhận thôi, điều kiện thị trường hiện tại đang xấu mà. Nhưng có một điều là mình cho rằng là đang khá hợp lý là nhìn vào cái chỉ báo của RSI thì RSI đã có yếu tố phân kỳ và bây giờ là bắt đầu về lại cái vùng nền, và cái vùng nền này là cái vùng nền tương đối hấp dẫn để chúng ta có thể canh mua lên trong thị trường, gọi là đánh range biên giá đó, với chỉ số VN-Index là như vậy. Ngoài ra thì nếu mà nhìn vào chỉ báo tâm lý thị trường thì cũng có thể khẳng định rõ là thời điểm này đã hợp lý để mua hay chưa. Thì có hai yếu tố, đầu tiên là nhìn về yếu tố thị trường chung thì đến thời điểm này là mình cho rằng là bắt đầu đi ngang ngang như thời điểm của tháng 6, và do vậy thì cái điểm kích hoạt mua thì có thể cân nhắc. Thứ hai là về yếu tố mà đà lan tỏa thành vốn hóa thì hôm nay là một phiên gọi là cạn kiệt về mặt tâm lý. Đến bây giờ thì còn các cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường toàn cầu nó về lại mức còn 10% thôi. Thì đây là câu chuyện khá là cạn kiệt về mặt tâm lý rồi. Và cuối cùng là tỷ trọng chờ mua và chờ bán theo vốn hóa toàn thị trường thì nó cũng ở trong giai đoạn là gần như là thấp nhất có thể. Thời điểm của tháng 6, thời điểm ngày 15 tháng 6 đến 2 tháng 6 thì đang ở trong vùng gọi là thấp nhất có thể rồi. Và đến thời điểm của tháng 9 hiện tại thì mình cho rằng là vận động của chờ mua chờ bán toàn thị trường nó cũng đã dừng lại ở cái mức thật sự hấp dẫn để mua lên. Nhưng để mua lên được hay chưa thì mình cho rằng là sẽ cần phải có sự bình tĩnh và phải có một cái động thái mua lên của dòng tiền đã. Đến trong ngày hôm nay thì chúng ta có một cái nến tương đối là phù hợp. Nó thể hiện ra một điều là chúng ta vẫn còn có cơ sở để chúng ta kỳ vọng là giá tăng. Tuy nhiên là để thực sự nó phục hồi hay chưa thì mình chưa chưa cho rằng là nó sẽ phục hồi trong một hai phiên đến. Đơn giản là hy vọng là nó sẽ không bị giảm sâu thêm, thủng cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng hỗ trợ này. Còn về cái ngưỡng thấp hơn thì hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ cần phải có một ít nhất là một hai cái động thái hay là vận động của thị trường ở trong cái nhịp này, chứ không thể nào mà giảm nhanh và mạnh một cách liên tiếp như vậy được. Nhưng nhìn chung có thể vẫn có phải nói một cách cụ thể là thị trường đang xấu. Ngoài ra thì nhìn vào yếu tố của chỉ số VN30 cũng như là các điều kiện thị trường nói chung ấy, thì chúng ta chỉ có được một số cổ phiếu cụ thể là đang dẫn dắt thôi: Vinamilk, Novaland và BVH. Ngoài ra thì tất cả những cổ phiếu ngân hàng cũng đều sập hết rồi. Chúng ta cùng xem qua về Vinamilk nào. Vinamilk thì hôm nay mặc dù là giữ trận rất tốt, chưa bị sập gãy cái vùng giá 74, nhưng rõ ràng là không phải là thời điểm thích hợp để mà chúng ta giải ngân khi mà giá đã bắt đầu kiểm chứng lại vùng 200. M200 là vùng nền tăng trưởng dài hạn. Novaland là một cổ phiếu, nói chung là nếu anh chị mà đã mua bắt đáy Novaland trong thời gian qua và vẫn giữ thì có vẻ như mang đến một cái sự thành công tương đối là đáng kể, đúng không? Nhưng mà Novaland vẫn còn đang giữ được cái nền tảng, chưa bị sập gãy ở cái nền tảng này. Còn ngoài ra thì với VIX, những cái cổ phiếu dòng Vin hay là cổ phiếu Vingroup hay là VIX, VHM thì đều là số là điều chỉnh giảm. Mặc dù có rút chân nhưng vẫn là giảm rất là mạnh từ cái ngưỡng là 105 về lại một vùng giá 62. Chúng ta có thêm VHM cũng bị sập gãy tương tự như vậy. Và đây là những cái thật sự là áp lực điều chỉnh giảm khiến cho thị trường càng trở nên là tiêu cực hơn. Nhưng ngược lại thì các nhóm bảo hiểm ví dụ như BVH thì được hưởng lợi từ cái lãi suất tăng ấy, nó đã phục hồi trong một hai phiên trở lại đây. Cho vậy là thị trường thật ra là cũng không phải là có quá nhiều điểm tiêu cực, nhưng rõ ràng là chưa có điểm tích cực trong lúc này. Nếu mà chúng ta giao dịch thì chúng ta nên tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu, ví dụ như là thực phẩm, đồ uống, bất động sản, đang có những cái điểm nhấn từ Novaland, BCM, và bỏ qua dòng Vin vào thời điểm này ấy. Ngoài ra thực phẩm thì mình vẫn đánh giá cao cổ phiếu Vinamilk và Masan nữa. Mặc dù Masan hôm nay thì đã bị rơi cái cây sâu rồi, nhưng mà nếu mà trường hợp mà thị trường phục hồi trở lại ấy, thì mình sẽ lựa chọn Masan trong cái danh mục của mình. Ngoài ra có Vinamilk cũng khá là ổn. Ok, đó là một số nhìn nhận ở trong bài video review về thị trường. Ngoài ra thì với anh chị giao dịch thị trường phái sinh thì hôm nay mình có ưu tiên lệnh short từ đầu phiên. VN30 F1M thì giá cũng đã thủng rồi, thủng nền và sập gãy. Tuy nhiên là có một cái nến rút chân của cái F1M, nó tạo một cái điểm kỳ vọng là nếu trường hợp ngày mai mà lại một cái nến tăng về lại cái vùng nền ấy, thì có khi là chúng ta lại kỳ vọng là giá lại tăng. Ở đây là một cái mẫu hình khá là tiêu biểu cho cái việc là chọc đáy và rút chân. Thì liệu là có được hay không thì nếu so ra ấy, thời điểm này thì chúng ta có thể kỳ vọng được.
không không phải như thời điểm trước đó là chọc đáy rút chân, là gần như là không thể hồi phục. Còn bây giờ thì gần như là các thông tin xấu tiêu cực cũng đã công bố hết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những cái thông tin tích cực hơn từ thị trường nhé. Ok, đó là cái nhìn nhận chung về phiên giao dịch của ngày đầu tuần, cũng không có gì là có một cái điểm nhấn ngoại trừ việc là dòng tiền rút ra khỏi thị trường cũng như là thị trường đang khá là tiêu cực. Do vậy chúng ta nên ưu tiên quan sát với cơ sở và có thể ưu tiên những vị thế họ hẹp short bên phái sinh. Ok, xin gặp lại anh chị các bạn vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn tạm biệt ạ.